Bản tin tổng hợp tình hình Biển Đông ngày 27 tháng 7. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình trên Biển Đông và vùng phụ cận. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Vừa họp xong với Mỹ, Trung Quốc tuyên bố tập trận ở Biển Đông. Mỹ điều một lúc 25 chiến cơ F22 Raptor để gửi tín hiệu tới Trung Quốc. Tổng thống Philippines Duterte chút hết nỗi lòng về Biển Đông và Trung Quốc. Philippines có cơ sở để cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông. Tàu chiến, tàu ngầm hạt nhân Anh tiến vào Biển Đông. Về tình hình cụ thể, vừa họp xong với Mỹ, Trung Quốc tuyên bố tập trận ở Biển Đông. Quân đội Trung Quốc PLA đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông từ 8 đến 18 giờ hôm qua, 26 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7, theo thông báo từ Cục Hải sự Quảng Đông, được đăng trên website của Cục Hải sự Trung Quốc MSA. Thông báo trên được nhà chức trách Trung Quốc đưa ra khi Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman vừa có buổi gặp Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Xe Phiêng vào thứ hai. Tại cuộc gặp, ông Xie nói với quan chức ngoại giao Mỹ Chestman rằng quan hệ song phương hiện đang đi vào bế tắc và phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng. Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, kết quả đối chiếu bốn tọa độ giới hạn khu vực tập trận được nêu trong thông báo trên Google Maps cho thấy khu vực đó nằm ở phía bắc Biển Đông. Cuộc tập trận trên chưa kết thúc thì Cục Hải sự Quảng Đông hôm qua tiếp tục ra thông báo rằng một cuộc tập trận sẽ diễn ra ở Biển Đông từ 18 giờ hôm qua, ngày 27 tháng 7 đến 22 giờ ngày 29 tháng 7. Theo các tọa độ được nêu trong thông báo, khu vực tập trận mới nằm ở một vùng biển khác cũng thuộc phía Bắc Biển Đông. Tính từ đầu năm đến nay, PLA tiến hành hoặc lên kế hoạch ít nhất 25 cuộc tập trận ở Biển Đông, trong đó có 10 cuộc tập trận ở vịnh Bắc Bộ. Theo các thông báo được đăng trên website của MSA, trong năm 2020, PLA tiến hành ít nhất 20 cuộc tập trận ở Biển Đông, trong đó có 9 cuộc tập trận ở Vĩnh Bắc Bộ và 5 cuộc tập trận trái phép xung quanh quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, theo các thông báo được đăng trên website của MSA. Mỹ điều một lúc 25 chiến cơ F-22 Raptor để gửi tín hiệu tới Trung Quốc. Mỹ sẽ triển khai chiến cơ F-22 để gửi tín hiệu tới Trung Quốc khi căng thẳng hai nước đang leo thang trên diện rộng hãng tin CNN cho biết không lực Mỹ chuẩn bị điều khoảng 25 chiến cơ Raptor từ căn cứ ở Hawaii tới đảo Guam và Tinian ở khu vực phía Tây Thái Bình Dương tham gia vào cuộc tập trận Operation Pacific Iron 2021. Raptor được đánh giá là chiến cơ tinh vi nhất thế giới vì khả năng tàng hình. Theo Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Mỹ, hoạt động huấn luyện này sẽ giúp các lực lượng trong khu vực của Mỹ thêm sắc bén, bền bỉ và ứng phó tốt hơn. Chỉ huy lực lượng không quân Thái Bình Dương, tướng Ken Whitback cho biết, Mỹ chưa bao giờ triển khai số lượng chiến cơ Raptor lớn như vậy cùng một lúc tới các khu vực hoạt động của lực lượng không quân Thái Bình Dương. Hiện tại, Mỹ có tổng cộng 180 máy bay F-22 với gần một nửa trong số đó sẵn sàng để triển khai. Còn Trung Quốc chỉ có từ 20 đến 24 chiến cơ tương đương đang hoạt động. Nhà phân tích quốc phòng tại Hawaii, ông Carl Choster nhận định. Như vậy, việc Mỹ điều cùng một lúc khoảng 25% tổng lượng F22 đang hoạt động tới điểm nóng Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc và các cường quốc phương Tây mâu thuẫn về nhiều vấn đề như Đài Loan, Biển Đông, có thể coi là thông điệp trực tiếp gửi tới Trung Quốc. Tuy nhiên trước đó cũng có nhận định từ báo chí Mỹ rằng hoạt động triển khai này là nhằm trả đũa một cuộc tập trận quy mô lớn của hải quân Nga tại quần đảo Hawaii của Hoa Kỳ. Lực lượng Không quân Thái Bình Dương muốn chứng minh rằng họ có thể triển khai ngay lập tức máy bay thế hệ thứ 5 vào khu vực này với số lượng lớn hơn tất cả số chiến cơ tương đương mà Trung Quốc sở hữu, ông Charter nhấn mạnh. Thông thường, Mỹ chỉ triển khai khoảng 6 đến 12 máy bay F22. Nhà phân tích tại Hawaii cho rằng, động thái phô diễn năng lực chiến cơ của Không lực Mỹ không chỉ là tín hiệu dàn mặt mạnh mẽ tới Trung Quốc mà còn là lời tái khẳng định cam kết của Mỹ với các đồng minh và các đối tác trong khu vực. Ông Khan Schotter cho rằng Trung Quốc sẽ bám sát theo dõi chặt chẽ động thái này. Ngoài 25 máy bay F-22, cuộc tập trận sắp tới của Mỹ còn có sự tham gia của 10 chiến cơ F-15 Strix Asia, 2 máy bay tập trận quân sự c 130 j Hercules và 800 quân nhân. Tổng thống Philippines Duterte chút hết nỗi lòng về Biển Đông và Trung Quốc. Trong bài phát biểu toàn quốc cuối cùng trước lúc rời nhiệm sở, tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã giải đáp câu hỏi liên quan tới cái gọi là thân Trung Quốc cũng như thái độ của ông với phán quyết biển Đông năm 2016. Cách đây 5 năm, vào ngày 12 tháng 7 năm 2016, Philippines được xử thắng trong vụ kiện yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc. Phán quyết của hội đồng trọng tài thành lập theo mục 7 của công ước liên hợp quốc về luật biển năm 1982 nhấn mạnh Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để yêu cầu quyền lịch sử đối với các nguồn tài nguyên vượt quá các quyền mà Công ước Liên Hợp Quốc quy định. Kể từ lúc nhậm chức Tổng thống năm 2016, ông Điêu Tờ đã gây tranh cãi với nhiều phát biểu đôi khi bất nhất về vụ kiện này cũng như thái độ của ông đối với Trung Quốc. Trong bài phát biểu ngày 26 tháng 7, bài diễn văn cuối cùng trước lúc mãn nhiệm, nhà lãnh đạo Philippines khẳng định trọng tài giữa Philippines và Trung Quốc chưa bao giờ có vì Trung Quốc đã từ chối tham gia vào quy trình phân xử. Tôi sẽ làm gì với một tài liệu không ràng buộc Trung Quốc vì họ chưa bao giờ là một phần trong tòa trọng tài đó. Thật ra không có tòa trọng tài nào cả vì chỉ có người Philippines điều trần. Đài ABS-CBN của Philippines dẫn lời ông điều Tờ. Thực tế đúng là Trung Quốc tới nay vẫn phất lờ phán quyết mang tính ràng buộc nêu trên và ông điều Tờ thường xuyên gặp chỉ trích cũng vì lập luận tương tự những gì vừa nói. Điều này dẫn tới việc nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng ông thân Trung Quốc và muốn để yên chuyện nhằm tận dụng hợp tác kinh tế với Bắc Kinh. Khi đề cập tới các luận ý kiến chỉ trích cách tiếp cận của mình với Trung Quốc, ông Dieter nói, các bạn có muốn chiến tranh với Trung Quốc không? Ừ, tôi sẽ nói các bạn nghe. Kể cả trên bờ biển hay là bãi biển Palawan, trước khi bạn cất cánh thì tên lửa của Trung Quốc có lẽ đã ở chừng đó 5 hay là 10 phút, sẽ là một cuộc thảm sát nếu tôi chiến tranh lúc này. Trong bài phát biểu của mình, ông tờ cũng khẳng định Philippines sẽ khẳng định những gì thuộc về quyền của mình và đấu tranh vì những điều xứng đáng cho người dân Philippines. Thực tế, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2020, ông Điêu Tờ từng gây bất ngờ khi nói phán quyết giờ đây là một phần của luật pháp quốc tế, vượt qua phạm vi của sự thỏa hiệp, giảm bớt tầm quan trọng hay từ bỏ của các chính phủ. Tới tháng 5 năm nay, một lần nữa khiến nhiều người bất ngờ khi quay lại lập trường cũ, dọa ném phán quyết vào sọt rác. Dù vậy, trong buổi nói chuyện thường niên cuối cùng trước khi rời khỏi, ông lặp lại những gì đã nói ở Liên Hợp Quốc. Chúng tôi khẳng định phán quyết về Biển Đông một cách rõ ràng và không hề bất nhất từ song phương trong ASEAN và cuối cùng là tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Hồi tháng 9 năm ngoái tôi đã nói, phản quyết là một phần của luật pháp quốc tế, vượt qua phạm vi của sự thỏa hiệp, giảm bớt tầm quan trọng hay từ bỏ của các chính phủ. Philippines có cơ sở để cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông. Một hiệp ước với Mỹ, một sự đồng lòng phản đối Trung Quốc ở Biển Đông của đông đảo các quốc gia trong và ngoài khu vực, thái độ ngày càng khiêu khích từ Bắc Kinh là những cơ sở để Philippines cứng rắn hơn trong cách hành xử với Trung Quốc tại Biển Đông một tàu tuần tra của philippines đã sẵn sàng đối đầu với một tàu chiến của trung quốc con tàu đang tìm cách xâm nhập vào lãnh thổ của philippines lực lượng bảo vệ bờ biển philippines pcg cho biết tàu tuần tra brb capra khi đang thực hiện nhiệm vụ tại bãi cỏ rong biển đông đã phát hiện một tàu thăm dò của hải quân trung quốc di chuyển trong khu vực vụ việc diễn ra một ngày trước dịp kỷ niệm 5 năm tòa trọng tài thường trực pca ở la hay đã ra phán quyết về biển đông theo hướng ủng hộ các quyền của manila ở biển đông Tuy nhiên, Manila đã chờ hơn một tuần sau mới công bố vụ việc. Người phát ngôn của PCG cho biết tàu hải quân treo cờ Trung Quốc, thân tàu có số hiệu 189 và những ký tự bằng tiếng Trung Quốc. Tàu PCG đã phải tiếp cận để đánh giá chính xác hoạt động của tàu hải quân này trong vùng biển của Philippines. Tàu Trung Quốc được cho là vẫn tiếp tục hành trình, duy trì tốc độ và tắt radio buộc tàu Philippines phải tiếp cận đủ gần để thông báo qua loa phóng thanh. Chỉ đến lúc này, tàu Trung Quốc mới chịu thay đổi lộ trình và rời đi dưới sự giám sát chặt chẽ của tàu Philippines. Dù đây chỉ là hành động thông thường của tàu bảo vệ bờ biển khi tuần tra tại vùng biển quốc gia, song những diễn biến này đã đánh dấu một thay đổi đáng kể trong chính sách và cách hành xử của chính quyền Manila. Trong những năm gần đây, Manila thường xuyên tìm cách hạ thấp mức độ nghiêm trọng của các vụ xâm nhập cũng như những khẳng định chủ quyền phi lý của Bắc Kinh, thay vào đó âm thầm nỗ lực thiết lập đường biên giới và những hiểu biết chung. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn đó có lẽ đã đến giới hạn. Sau 25 năm đàm phán, Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông COC vẫn chưa thể đạt được. Thay vào đó, Trung Quốc chỉ chĩa mũi rủi vào các hành động mà Mỹ và đồng minh đang thực hiện nhằm duy trì khẳng định các quyền quốc tế đã có từ lâu. Những quốc gia như Australia, Nhật Bản, Canada, Anh, Pháp và Đức cũng tham gia cùng Mỹ trong việc gây áp lực yêu cầu Trung Quốc tôn trọng các nguyên tắc quốc tế và hạn chế những hành vi phi pháp tại Biển Đông. Trong phần lớn nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thường tỏ ra nghi ngờ tương lai của một trong những hiệp ước phòng thủ quan trọng của quốc gia này là hiệp ước các lực lượng tham viếng VFA ký với Mỹ. Thế nhưng tương lai VFA dường như đã được đảm bảo. Ngày 21 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana thông báo sẽ sửa đổi VFA thay vì hủy bỏ do các hành vi khiêu khích liên tục của phía Trung Quốc. Ông Delfin Lorenzana nhấn mạnh, VFA sẽ không thay đổi, văn bản này sẽ không thay đổi, tuy nhiên sẽ có một số phụ lục và thỏa thuận phụ để thực hiện VFA. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ thăm Manila vào tuần tới trong khuôn khổ chuyến thăm Đông Nam Á trong một tuyên bố ông austin cho biết trong chuyến đi này ông dự định nhấn mạnh quyền tự do trên biển và đẩy lùi các tuyên bố vô ích và vô căn cứ của bắc kinh mới đây các ngư dân philippines đã cố gắng tiếp cận bãi cạn scarborough ngoài khơi hòn đảo chính phía bắc của nước này đã phát hiện một vật thể lạ trôi nổi trên biển và nhanh chóng bàn giao cho hải quân philippines thiết bị màu đỏ hình củ ấu với các ký tự trung quốc là một phao cảm biến được sử dụng để tìm kiếm dầu khí dưới biển giáo sư Jais Batong Banca, làm việc tại Đại học Philippines cho rằng việc phát hiện một thiết bị cảm biến nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Philippines là một điều đáng lo ngại. Ông nói, việc lắp đặt thiết bị này, ngay cả với mục đích lành mạnh như khảo sát đáy biển, cũng nên có được sự đồng ý của Philippines. Thiết bị được cài trong phạm vi EEZ và nó có thể được sử dụng để thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên. Vì vậy, Philippines có quyền từ chối. Các nhà phân tích An ninh Philippines nghi ngờ thiết bị cảm biến này là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đang tiến hành cuộc khảo sát tài nguyên vi phạm chủ quyền của Manila. Phản ứng về việc này, Bắc Kinh một mặt khăng khăng nói rằng thông qua thiết bị cảm biến trên, họ đang trao đổi với các nước láng giềng, mặt khác liên tục bác bỏ những cáo buộc của Philippines. Tàu chiến, tàu ngầm hạt nhân Anh tiến vào biển Đông. Sáng ngày 26 tháng 7, chuyên gia Oli Chosha thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng Singapore chia sẻ trên Twitter cá nhân hình ảnh tàu sân bay SMS Queen Elizabeth. Theo ông Chosha, hàng không mẫu hạm hiện đại nhất của Anh đang băng qua eo biển Singapore và sẽ tiến vào Biển Đông trong vài ngày tới. Trước đó, tối ngày 25 tháng 7, trang sáng kiến theo dõi tình hình chiến lược Biển Đông của Trung Quốc cho biết tàu sân bay Anh đã tiến vào eo biển Malacca trưa cùng ngày, kết thúc đợt diễn tập trên Ấn Độ Dương. Theo trang USNI News, SMS Queen Elizabeth đã diễn tập với hai tàu chiến của Hải quân Malaysia trên eo biển Malacca ngày 25 tháng 7, đánh dấu cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa tàu sân bay Anh với một nước Đông Nam Á. Giới quan sát quân sự khu vực đang theo dõi sát hải trình của tàu sân bay Anh, theo kế hoạch đã công bố trước đó. SMS Queen Elizabeth sẽ ghé thăm Singapore trước khi băng ngang qua Biển Đông và tập trận với bảy nước khác trên biển Philippines. Từ cuối tuần qua, một số tàu khu trục và tàu ngầm hạt nhân hộ tống SMS Queen Elizabeth đã tiến vào Biển Đông. Đáng chú ý là sự xuất hiện của tàu ngầm hạt nhân SMS Atfuls ở eo biển Singapore trưa ngày 25 tháng 7, theo USNI News. Hình ảnh được chuyên gia Shosa chia sẻ cho thấy tàu ngầm hiện đại nhất của Anh đã nổi lên theo quy định và thẳng tiến vào Biển Đông. Hôm 24 tháng 7, khinh hạm SMS Brickman đã tiến vào lãnh hải Thái Lan và diễn tập với hải quân nước này trong lúc tàu khu trục SMS Defender đến thăm Brunei. Nhóm tác chiến tàu sân bay SNS Queen Elizabeth gồm 9 tàu chiến, 32 máy bay các loại khởi hành ở cảng Portsmouth của Anh vào cuối tháng 5. Trong hải trình hơn 26.000 hải lý, các tàu chiến của Anh sẽ tập trận và ghé thăm hàng loạt nước để chứng minh Anh là một đối tác tin cậy. Hải quân Mỹ và Hà Lan mỗi nước cử một tàu chiến cùng một số máy bay tham gia đội tàu sân bay Anh ngay từ ngày khởi hành, biến nhóm tàu sân bay Anh thành đội tàu đa quốc gia. Giới quan sát dự đoán rằng Trung Quốc sẽ có các hoạt động thăm dò triển khai tàu chiến trên biển Đông để tạo thế đối trọng